Hello, chào anh em nha. Hôm nay 18 tháng 6 nha. 18 tháng 6 năm 2020. Em lại về hàng thêm bình xăng con để phục vụ cho anh em. Em mới về thêm được khoảng 400 bình nữa. Nào là bình xăng con rim lùng Thái 105 nè. Bình xăng con quay RS 100 nè. Bình xăng con quay 216 nè. Bình xăng con ít gài 4 ốc nè. E điện nè, Dunel nè. Chỉ xe rim lùng 99 ha. Hàng mới về sáng nay ha. Giá thì vẫn không thay đổi nha nè. Em cũng vẫn bán giá cũ như bình thường. Đây giờ là đây trên tay mình đây là cái bình xăng con quay RS 100 ha. Quay RS 100 đi. Mình quay RS 100. Tất cả bình xăng con em bán là bình toàn bộ là bình hàng zin theo xe. Đó, bình xăng con quay RS 100 này em bán là 250 200 ngàn một bình. Xăng con quay rén là 200 ngàn một bình nha anh em. Bao anh em thầy thợ test đúng bình zin Kenhin Thái Lan. Anh em chơi xe thì biết rồi ha. Toàn bộ những bình xăng con này là được sản xuất tại nhà máy Kenhin Thái Lan. Đúng hàng zin chính hãng ha. Theo xe. Rồi bình xăng con quay A RS 100 này em bán là 200 ngàn một bình. Rồi ở đây là bình xăng con rim lùng Thái 125 hàng zin theo xe thì em bán cũng giá hồi xưa giờ em cũng hay bán là 250 bình ha. Bình xăng con rim lùng Thái 125 250 một bình đó. Em về nhiều lắm, mỗi lần về là khoảng 400-500 bình đó, lén luôn, giữ là vài ngày là cũng hết. Rồi còn đây là bình xăng con quay A 216 ha. Bình xăng con quay A 216 em bán là 250 một bình. Tất cả là bình nguyên zin hết, đúng hàng theo xe, quả ga kim đốt zin. Anh em mua về vệ sinh xúc rửa hay rong chén xem tu lại xài ha. Bình xăng là em linh láng luôn. Còn đây xe rim lùng 99 hàng zin theo xe. Đúng hàng zin theo xe ha. Hôm nay mới về được 50 mấy cục nè. Giá cho cục IC rim lùng 99 này em bán là 700 ngàn một cục. 700 ngàn một cục cho cục IC rim lùng 99 ha. Bình xăng e điện nè. 500 ngàn một bình. E điện nha anh em, 500 ngàn một bình. Rồi, bình xăng con sát bình xăng con đứt gài STC 4 ốc Kenhin rồi nè. Bình này em về em vệ sinh, xúc rửa xong em lên cốt em bán. Còn anh em nào muốn mua sát về bán lại hoặc là mua về tự làm thì alo em qua số điện thoại là 0933996332 ha. Em sẽ báo giá ha. Còn hiện tại em không báo giá cái bình xăng này được. Đó. Rồi, anh em mà có nhu cầu alo em qua số điện thoại là 0933996332. Shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng. Bình xăng con quay RS 100 200 ngàn bình. Bình xăng con quay A 216 250 bình. Bình xăng con rim lùng 125 250 bình. Tất cả là bình hàng zin theo xe. Mua về anh em xúc rửa thay rong chén xé một tu lại xài ha.